Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất về mọi mặt đời sống. Và sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Dự báo về điểm chuẩn năm 2024, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Tùng, trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, tổ hợp B00 có 311 thí sinh đạt từ 28,5 điểm trở lên, chưa bao gồm điểm ưu tiên khuyến khích. Dự báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành y khoa, răng hàm mặt sẽ tăng ở mức vừa phải so với năm 2023. Với ngành tâm lý học là năm đầu tiên tuyển sinh, song dự báo mức điểm chuẩn cũng sẽ khá cao khi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai khối C00 và D01 đều cao hơn so với năm trước. Còn theo Tiến sĩ Lê Anh Đức, Phó trưởng phòng phụ trách quản lý đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn nhiều ngành của trường năm nay có thể tăng 0,25 đến 0,75 điểm so với năm ngoái. Trong đó có những top đầu tăng nhẹ khoảng 0,25, những ngành nhóm giữa tăng mạnh từ 0,5 đến 0,75 điểm. Tiến sĩ Lê Anh Đức thông tin, năm nay Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 7.000 sinh viên. Trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh có 18% dành cho xét tuyển hoàn toàn bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm 7% so với năm 2023. Qua phân tích phổ điểm trung bình của các môn thi cũng cho thấy xu hướng tăng nhẹ từ 0,06 đến 1,04 điểm, trong đó có cả những môn thuộc tổ hợp xét tuyển chính của trường như toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý. Từ những căn cứ này, dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Riêng với 6 ngành với thuộc nhóm kỹ thuật như trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin, điểm chuẩn có thể ở ngưỡng trên 26 điểm, bởi đây đều là những ngành được thí sinh quan tâm và phù hợp với xu hướng của thị trường lao động hiện nay. Đại diện Học viện Ngân hàng cũng dự đoán mức điểm chuẩn vào trường năm nay có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ ở hầu hết các ngành. Học viện Ngân hàng quan tâm nhiều tới các thí sinh ở nhóm điểm xuất sắc, nằm trong khoảng 20 đến 25% xét từ trên. Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dự báo năm 2024 có khoảng 13 trên 27 ngành của trường Đại học Khoa học Tự nhiên điểm chuẩn dao động khoảng 20 đến 21 trên 30 điểm. Điểm chuẩn cao nhất thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính và thông tin, khoa học dữ liệu với 34 đến 35,5 điểm. Xếp thứ hai là các ngành toán học và toán tin với điểm chuẩn dao động từ 33 đến 35 điểm. Bốn nhóm ngành này đều tính trên thang 40 điểm. Thuộc nhóm điểm chuẩn thấp nhất là các ngành địa chất học, hải dương học, tài nguyên và môi trường nước, khí tượng và khí hậu với điểm dao động quanh mức 20 đến 20,5. Đây là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp cộng điểm ưu tiên tính trên thang 30 điểm. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối để thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 là 17 giờ ngày 30 tháng 7, từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, chậm nhất 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1. Đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 2 trên hệ thống. Từ ngày 28 tháng 8, các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung. Từ tháng 9 đến tháng 12, các trường xét tuyển các đợt tiếp theo, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự đoán điều chuẩn năm nay có thể tăng nhẹ so với năm 2023. Tiến sĩ Trần Bá Trình, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hầu hết các môn, các tổ hợp xét tuyển đều cao hơn một chút so với năm ngoái. Với các ngành đào tạo ngoài sư phạm của trường, chỉ tiêu năm nay giữ ổn định. Với các ngành sư phạm, chỉ tiêu một số ngành giảm nhẹ như sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học. Đây từng là những môn học bắt buộc ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, giờ trở thành nhóm môn tự chọn, dẫn đến nhu cầu giáo viên không cao bằng. Nếu không xét đến yếu tố thí sinh đăng ký, có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay nhích nhẹ so với năm ngoái. Trong đó, đối với các ngành sư phạm năm nay bị giảm chỉ tiêu như sư phạm vật lý, sư phạm hóa học, sư phạm sinh học, điểm chuẩn dự kiến sẽ tăng nhiều nhất, có thể tăng 1 đến 1,5 điểm so với năm ngoái.
điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm còn lại như sư phạm toán, sư phạm ngữ văn có thể tăng nhẹ từ 0,25 đến 0,5. Điểm chuẩn của các nhóm ngành đào tạo ngoài sư phạm sẽ không biến động nhiều, nếu có, chỉ dao động tăng khoảng 0,25 đến 0,5. Đối với hai ngành học tích hợp trường mở mới năm 2024 là sư phạm khoa học tự nhiên và sư phạm lịch sử địa lý, tiến sĩ Trần Bá Trình dự đoán điểm chuẩn cũng không thấp. Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh đại học theo các phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển thẳng, xét học bạ trung học phổ thông, thi tuyển, thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực, kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 17 tháng 8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Thông tin từ các cơ sở giáo dục đại học cho biết, nếu quy trình xét tuyển được thực hiện theo kế hoạch, dự kiến từ 17 giờ ngày 17 tháng 8, các nhà trường bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chậm nhất 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2024. Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của các trường. Ngày 13 tháng 8, các trường đại học đã nhận dữ liệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh. Thống kê từ nhiều trường đại học cho thấy số lượng nguyện vọng 1 tăng so với năm trước, thậm chí là có trường tăng gấp đôi. Cùng với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh tăng, các trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng. Khối ngành sư phạm năm nay nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào nhiều trường, khối ngành sư phạm đều tăng so với năm 2023. Trường Đại học Sài Gòn có gần 65.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển của hơn 41.000 thí sinh, trong đó nguyện vọng 1 khoảng 10.000. Được biết, chỉ tiêu của trường năm nay là khoảng 5.000. Các trường khối kinh tế năm nay cũng nhận được sự quan tâm của thí sinh khi số lượng nguyện vọng 1 đều tăng đáng kể so với năm 2023. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, năm 2024 có hơn 733.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tương đương với 68,5% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2023 có hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, tương đương với 65,9% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay tăng 73.000 so với năm trước. Số thí sinh tăng, lượng nguyện vọng nhiều hơn, điểm thi cao hơn nên nhiều trường dự báo điểm chuẩn sẽ có nhiều thay đổi so với năm 2023.